Chào mừng quý vị và các bạn đến với Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký, subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 tháng sử dụng, Suzuki GSX-R150 được người dùng đánh giá là chiếc xe có nhiều ưu điểm như giá bán, động cơ, thiết kế, nhưng cũng có vài điểm yếu cần hoàn thiện. Là sản phẩm chiến lược của Suzuki Việt Nam, GSX-R150 được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam từ tháng 7 năm 2017, sớm hơn người anh em GSX-S150 một tháng. Dù chưa đầy một năm có mặt trên thị trường, nhưng những ưu điểm và nhược điểm của chiếc GSX-R150 đã hiện rõ trong quá trình sử dụng của người dùng. Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Hoàng Dương, một người đam mê dòng xe Suzuki nói chung và mẫu xe GSX-R150 nói riêng cho biết. Sau cái thời gian mà 5 tháng sử dụng ấy thì mình thấy xe này có một số cái ưu điểm như sau. Cái thứ nhất đó là về giá của nó thì giá của nó khá là tốt so với các dòng khác cùng phân khúc. Cái tiếp theo đấy là cục máy của nó là DOHC với 19 mã lực cực kỳ là mạnh mẽ. Tiếp đến đấy là cái gương của xe thì có góc nhìn khá rộng và khi mà mình đi trong thành phố ấy thì mình có thể gập cái gương vào và đi rất là tiện mà không bị vướng víu. Cái nữa của xe thì đấy là cái phần chiều cao của yên. So với cả Yamaha R15 hoặc là CBR thì chiều cao của GSX cũng tương đương, nhưng mà cái yên xe của nó lúc mà ngồi thì nó hơi thuôn về phía trước, nó hẹp, thế là phù hợp với những người cao mà 1m70 đổ xuống như mình rất là vừa. Cũng theo anh Dương, có một số điểm anh cảm thấy cần hoàn thiện trên chiếc GSX-R150 của mình, đó là chắn gió của xe hơi ngắn. Khi mình đi tour thì kính chắn gió của xe nó hơi ngắn, thế là gió vẫn tạt khá nhiều vào người, thì sắp tới thì mình định thay một cái kính chắn gió mà nó cao hơn một chút. Cái tiếp theo đấy là về cái cặp lốp của xe. Lốp xe thì lốp trước đường kính chỉ có 90 và lốp sau 130, thì mình định lên cái một cỡ lốp nữa là 100 và 140 thì để đi xe nó bám đường hơn. Cái tiếp theo đấy là cái phần fork của xe, thì nếu mà GSX mà sắp tới mà làm cái fork upside down thì mình cũng định lắp cho xe, bởi vì hiện tại xe chỉ là fork ống lồng thôi. Anh Dương có chia sẻ thêm. Quãng đường mình đi xa nhất đấy là mình đi tour Mộc Châu thì tầm 200 km, đấy một lượt đi, còn về là 200 nữa là tầm 400. Xe thì đi cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu, thì hồi trước thì mình lúc mà mới đi xe thì nó rất là tốn nhiên liệu, mình đi phải 35 km trên 1 lít. Còn khi mà mình đã biết đi rồi thì côn kiếc nó đều tay hơn, thì nó lên đến 40-42 km trên 1 lít. Khi đi tour ấy thì mình cảm thấy khá là thoải mái, bởi vì xe rất là mạnh, tăng tốc và khi mà vượt thì cảm thấy rất là tự tin. Cái dáng ngồi thuần sport nó làm cho mình thấy không bị trông chênh khi mà lúc mà đi các dòng xe kiểu Next hay là Underborn như Exciter. Nhưng mà đấy là cũng một cái phần hạn chế nữa, bởi vì khi đi trong thành phố ấy thì mình phải dùng phanh nhiều, thế là lực nó phải dồn vào tay khá là nhiều nên cảm giác là đi trong thành phố nó rất là mỏi tay. Theo anh Ngọc Dũng, thành viên câu lạc bộ Suzuki Rider GSX-R150 Việt Nam, anh cảm thấy yêu thích chiếc GSX-R150, nhất là kiểu dáng của xe trông rất đẹp mắt và thể thao như những mẫu mô tô phần khối lớn. Cùng với đó là khối động cơ mạnh mẽ, kết hợp với những ưu điểm như đồng hồ kỹ thuật số hiển thị thông tin đa dạng, đèn pha LED với khả năng chiếu sáng tốt, khóa thông minh Smart Key. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi xe chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, cụm đèn hậu thiết kế chưa đẹp mắt và vẫn sử dụng đèn halogen. Ngoài ra, yên xe các dòng GSX cũng khá cứng, làm cho người ngồi nhanh mỏi khi đi đường dài. Như vậy, kể từ khi ra mắt đến nay, Suzuki GSX-R150 chưa mắc phải một lỗi nào đáng kể, chỉ có một vài điểm cần hoàn thiện. Nhưng so với tầm giá 75 triệu đồng thì đây là một mẫu xe côn tay tốt nhất mà bạn có thể mua ở thời điểm hiện tại. GSX-R150 sử dụng khối động cơ 4 thì DOHC, xi lanh đơn, dung tích 150 phân khối, phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 18,6 mã lực tại 10.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14 Nm tại 9.000 vòng trên phút. Xe được trang bị hộp số 6 cấp.
Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.